lộ diện tháng phát tài lớn nhất, tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, gặp thời trúng lộc, tiền vàng bao la, đúng 3 tháng tới. Quý cô bác anh chị Mậu Ngọ thân mến, nếu có một người nào đó không tốt với Mậu Ngọ, Mậu Ngọ đừng nên quá bận tâm hay phiền lòng với họ. Trong cuộc sống của Mậu Ngọ, không ai có nghĩa vụ phải cư xử tốt với bạn, trừ cha mẹ, còn với những người tốt với Mậu Ngọ, Mậu Ngọ nên trân trọng và biết ơn điều đó. Nhưng Mậu Ngọ cũng cần phải có chút đề phòng, bởi mỗi người khi làm bất cứ việc gì đều có mục đích riêng của họ. Hãy nhớ họ tốt với Mậu Ngọ không đồng nghĩa với việc họ phải quý mến Mậu Ngọ, không có ai là không thể thay thế, không có vật gì thuộc hoàn toàn sở hữu của Mậu Ngọ. Vì thế, nếu sau này người Mậu Ngọ yêu thương không còn ở bên, hay họ không còn là nơi Mậu Ngọ có thể đặt niềm tin, Mậu Ngọ cũng đừng bi lụy. Sinh mệnh con người thực sự ngắn ngủi, Mậu Ngọ đừng để mỗi ngày trôi đi vô ích, người ta tham vọng sống lâu. Nhưng Mậu Ngọ chỉ cần sống hạnh phúc mỗi ngày, hãy trân trọng và yêu lấy cuộc sống hiện tại của Mậu Ngọ. Trên đời này không có gì là nhất cả, tình yêu chỉ là cảm giác bất chợt đi qua cuộc đời Mậu Ngọ, nhưng nó sẽ theo thời gian và lòng người mà thay đổi. Nếu như người đó rời xa Mậu Ngọ, Mậu Ngọ hãy học cách chờ đợi, hãy để thời gian rửa sạch vết thương, để tâm hồn Mậu Ngọ lắng lại, rồi nỗi đau của Mậu Ngọ cũng sẽ dần biến mất. Mậu Ngọ đừng mơ ước một tình yêu hoàn hảo, cũng đừng thổi phồng nỗi đau khi nó không còn. Mậu Ngọ có thể bắt mình phải giữ chữ tín, nhưng không thể yêu cầu người khác làm thế với mình. Mậu Ngọ có thể yêu cầu bản thân phải đối đãi tốt với người, nhưng Mậu Ngọ không thể kỳ vọng người ta sẽ làm ngược lại. Khi Mậu Ngọ tốt với họ, họ không có nghĩa vụ phải tốt lại với Mậu Ngọ. Hãy nhớ điều này, nếu không Mậu Ngọ sẽ luôn gặp ưu phiền trong cuộc sống. Chỉ những ai có duyên phận mới trở thành người thân của nhau, cho dù trong cuộc sống bận rộn, Mậu Ngọ ít khi gặp mọi người. Nhưng Mậu Ngọ hãy trân trọng từng khoảnh khắc khi còn bên họ, hãy dành cho họ thời gian để yêu thương Mậu Ngọ hơn. Minh Đường Tử Vi hiểu rằng Mậu Ngọ đang phải đối mặt với rất nhiều thử thách, chông gai của cuộc sống khắc nghiệt ngoài kia. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Mậu Ngọ hãy cứ lạc quan lên một chút, cười nhiều hơn một nụ cười Mậu Ngọ nhé. Minh Đường Tử Vi không thể can thiệp vào quá khứ của Mậu Ngọ, nhưng có lẽ tương lai thì có thể. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác anh chị. Cô bác anh chị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực, giúp đời, giúp người cô bác anh chị nhé. Minh Đường Tử Vi xin cảm ơn thiện tâm của cô bác anh chị. Ngay sau đây, không để cô bác anh chị Mậu Ngọ phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết. Xin mời quý cô bác anh chị cùng lắng nghe. Quý cô bác anh chị Mậu Ngọ thân mến, sau một thời gian cần mẫn nghiên cứu và tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu tử vi khác nhau, đội ngũ Minh Đường Tử Vi đã làm ra video lộ diện tháng phát tài lớn nhất Mậu Ngọ 1978, gặp thời trúng lộc, tiền vàng bao la đúng 3 tháng tới nhằm dự ngôn. Luận giải tổng quan tử vi hàng tháng cho quý bản mệnh Mậu Ngọ được xa hơn, để bản mệnh Mậu Ngọ có thể phần nào nắm được vận trình của mình trong những tháng tiếp theo và sống một cuộc sống bình an, mạnh khỏe. Tuy nhiên, luôn có những biến số xảy đến trong cuộc sống của chúng ta, nên có thể những luận giải của Minh Đường Tử Vi sẽ không thật sự đúng với một số người. Vậy nên, Minh Đường Tử Vi hy vọng rằng, dù những dự ngôn, luận giải trong video này là tốt hay xấu, mong rằng bản mệnh Mậu Ngọ hoan hỉ đón nhận. Thưa quý cô bác anh chị Mậu Ngọ, theo luận giải mới nhất từ các bậc thầy tử vi học, bước vào khoảng thời gian đúng 3 tháng tới đó là tháng 3, tháng 4 và tháng 5 âm lịch. Vận trình của bản mệnh Mậu Ngọ sẽ có cả hung lẫn cát, nhưng hung hay cát ở đây còn phải phụ thuộc vào Mậu Ngọ tận dụng những lời dự ngôn, luận giải của Minh Đường Tử Vi như thế nào. Nếu những luận giải của Minh Đường Tử Vi giải ra đại vận thì chẳng sao, nhưng nếu có lỡ luận vào đại nạn thì bản mệnh Mậu Ngọ cũng có thể biết trước được thiên cơ để xoay chuyển càn khôn. Dẫu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì hãy luôn tích cực và lạc quan cô bác anh chị nhé. Đầu tiên, xin mời cô bác anh chị cùng lắng nghe dự ngôn tổng quan tử vi tuổi Mậu Ngọ tháng 3 âm lịch năm 2024. Theo luận giải mới nhất, tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024 tuổi Mậu Ngọ, nguyệt lệnh đế vương mang đến cho bản mệnh những cơ hội vàng để phát triển về mặt tài chính và uy tín. Bản mệnh Mậu Ngọ sẽ có thể tận dụng tốt những điều kiện thuận lợi để nâng cao giá trị bản thân, thể hiện khả năng và tài năng của mình. Trong tháng này, tiền bạc và danh tiếng sẽ không ngừng tăng trưởng, khiến cho bản mệnh cảm thấy hài lòng và tự tin, vận may cũng luôn ủng hộ tuổi Mậu Ngọ trên mọi phương diện, giúp Mậu Ngọ vượt qua những khó khăn và thách thức. Mậu Ngọ sẽ có nhiều động lực để làm việc chăm chỉ, không ngại khó, không ngại nguy hiểm. Tuy nhiên, Mậu Ngọ cũng không nên quá liều lĩnh hay phiêu bạt, mà phải biết đánh giá rõ ràng tình hình và lựa chọn hợp lý. Mậu Ngọ cũng cần kiềm chế lòng tham của mình, không để bị cuốn vào những cuộc đầu cơ hay đánh bạc,
Hãy nhớ rằng, sự thành công của Mậu Ngọ là kết quả của sự nỗ lực và trí tuệ, không phải của sự may rủi. Tháng 3 âm lịch này, Mậu Ngọ cũng nên lắng nghe và tôn trọng ý kiến của những người có kinh nghiệm và uy tín. Đặc biệt là những người lớn tuổi trong gia đình hay công ty, họ sẽ có những lời khuyên quý báu cho Mậu Ngọ, giúp Mậu Ngọ tránh được những sai lầm hay rủi ro tiềm ẩn. Mậu Ngọ cũng không nên coi thường hay xem nhẹ những gì họ nói, mà phải biết suy ngẫm và áp dụng vào thực tế. Một điểm may mắn khác cho tuổi Mậu Ngọ trong tháng này là có tả phụ sao giúp bảo vệ Mậu Ngọ khỏi những kẻ tiểu nhân hay ghen ghét. Những âm mưu hay mưu đồ xấu xa của họ sẽ không thành công mà chỉ làm cho họ tự hại mình. Tuy nhiên, Mậu Ngọ cũng không nên quá tin tưởng hay phụ thuộc vào người khác mà phải biết tự bảo vệ mình và chọn lọc bạn bè. Tuy nhiên, Mậu Ngọ cũng không nên quên đi lòng từ bi và nhân ái. Mậu Ngọ nên chia sẻ một phần tài lộc của mình cho những người kém may mắn hơn, giúp đỡ những người gặp khó khăn trong cuộc sống. Mậu Ngọ sẽ thấy rằng niềm vui và hạnh phúc của Mậu Ngọ không chỉ dừng lại ở bản thân mình mà còn lan tỏa ra xung quanh. Mậu Ngọ sẽ được trả lại bằng những điều tốt đẹp hơn nữa. Trong tháng 3 âm lịch năm 2024, bản mệnh Mậu Ngọ có sao Cửu Tử nhập cung chính Bắc, mang lại cho Mậu Ngọ nhiều thuận lợi trong công việc. Mậu Ngọ sẽ có khả năng hoàn thành mọi việc một cách xuất sắc, đúng tiến độ và chất lượng. Mậu Ngọ sẽ được đồng nghiệp và cấp trên đánh giá cao, khen ngợi và thưởng nóng. Mậu Ngọ cũng có thể được giao những dự án quan trọng, có tiềm năng phát triển lâu dài. Bản mệnh Mậu Ngọ không phải lo lắng về vấn đề tài chính trong tháng 3 âm lịch năm 2024, Mậu Ngọ sẽ có nguồn thu nhập ổn định và dư giả. Mậu Ngọ cũng có thể gặp được những quý nhân giúp Mậu Ngọ giải quyết những khó khăn hay rắc rối liên quan đến tiền bạc, Mậu Ngọ có thể an tâm chi tiêu cho những nhu cầu cá nhân hay gia đình. Mậu Ngọ không nên quá phung phí hay hoang phí, Mậu Ngọ nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tiết kiệm một phần tiền bạc để dành cho những trường hợp bất ngờ hay khẩn cấp. Mậu Ngọ cũng nên đầu tư vào những kênh an toàn và sinh lời để bảo đảm cho một tương lai vững chắc hơn. Theo tử vi cho thấy, bản mệnh Mậu Ngọ năm 2024 gặp sao Thiên Cầu chiếu mệnh là sao có tính chất xấu, gây ra nhiều phiền não và khó khăn cho bản mệnh. Đặc biệt là những bản mệnh Mậu Ngọ có bệnh nền, cần phải cẩn thận hơn trong việc điều trị và phòng ngừa. Ngoài ra, Mậu Ngọ cũng nên hạn chế uống rượu bia, hút thuốc lá và những chất kích thích khác vì chúng sẽ làm tổn hại đến gan, thận và tim mạch của Mậu Ngọ. Một trong những phương pháp cải thiện sức khỏe cho Mậu Ngọ là tập trung vào tinh thần. Mậu Ngọ có thể dễ dàng bị lo lắng, căng thẳng và mất ngủ do áp lực công việc và gia đình. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc mà còn làm giảm sức đề kháng của cơ thể. Mậu Ngọ nên tìm cách giải tỏa stress bằng cách tham gia những hoạt động giải trí, thư giãn như đọc sách, nghe nhạc, xem phim hay đi du lịch. Mậu Ngọ cũng nên nghe những podcast hay audio bổ ích mang tính chất lạc quan, tích cực và chữa lành để tạo ra những suy nghĩ tươi sáng và an yên. Ngoài ra, Mậu Ngọ cũng nên chú ý đến việc tập thể dục và ăn uống. Mậu Ngọ nên lựa chọn những môn thể thao phù hợp với sức khỏe và sở thích của mình như yoga, bơi lội, đi bộ hay chạy bộ. Mậu Ngọ nên tập luyện ít nhất 3 lần một tuần, mỗi lần từ 30 đến 45 phút để duy trì sự linh hoạt và khỏe mạnh của cơ thể. Mậu Ngọ cũng nên ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng như protein, vitamin, khoáng chất và chất xơ. Mậu Ngọ nên ăn nhiều rau xanh, trái cây, hạt và hạnh nhân. Mậu Ngọ nên tránh ăn quá nhiều đường, muối, dầu mỡ và thực phẩm chế biến. Như vậy, bản mệnh Mậu Ngọ tháng 3 âm lịch này cần phải chăm sóc sức khỏe một cách toàn diện, từ thể chất đến tinh thần. Mậu Ngọ nên có một lối sống lành mạnh và tích cực để vượt qua những khó khăn do sao Thiên Cầu mang lại. Mậu Ngọ nên tin tưởng vào bản thân và luôn giữ vững niềm hy vọng và niềm vui trong cuộc sống. Vừa rồi là dự ngôn, luận giải tổng quan về Minh Đường tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024 của bản mệnh Mậu Ngọ. Vậy bước sang tháng 4 âm lịch, vận trình tài lộc, sức khỏe và công việc của bản mệnh Mậu Ngọ sẽ có chuyển biến như thế nào? Xin mời cô bác anh chị Mậu Ngọ cùng lắng nghe. Dự ngôn tổng quan tử vi của tuổi Mậu Ngọ trong tháng 4 âm lịch năm 2024. Theo luận giải mới nhất, tử vi tháng 4 âm lịch năm 2024 của tuổi Mậu Ngọ, con giáp này không cần quá lo lắng về sức khỏe. Nguyệt lệnh ở đất Trường Sinh, bản mệnh dù đang ốm cũng sẽ dần thấy cơ thể chuyển biến tích cực hơn. Sức khỏe là vốn quý, ai cũng cần có. Thời gian này thời tiết nắng nóng, dễ mắc phải các bệnh theo mùa, bản mệnh cần chú ý uống nhiều nước, ăn thêm những loại thực phẩm có tính hàn để giảm nhiệt trong cơ thể. Theo tử vi cho thấy, các cặp vợ chồng tuổi Mậu Ngọ có thể sẽ đón tin vui về con cái. Hãy chuẩn bị thật tốt cả về tinh thần và vật chất để đón chờ thiên thần nhỏ đến với mình. Dự báo một tháng mới nhiều may mắn trong cuộc sống, khi đi đâu cũng có người hỗ trợ, giúp đỡ. Về tiền bạc,
những ai đi tìm kiếm lời khuyên từ các tiền bối hoặc đồng nghiệp lão làng là lựa chọn thực sự khôn ngoan. Tháng 4 âm lịch có thể nói mặt tài chính của Mậu Ngọ sẽ có bước tiến rõ rệt, nhất là đối với những ai có ý thức cao trong việc tìm kiếm thêm các nguồn thu nhập mới suốt nửa năm qua. Ngũ quỷ hung tinh mang tới điểm xui xẻo, có điểm tiểu nhân quấy phá, ảnh hưởng tới tài lộc của con giáp tuổi Mậu Ngọ. Điều này cảnh báo việc Mậu Ngọ kiếm được kha khá, nhưng mất cũng không ít. Mậu Ngọ có biết việc giữ tiền nhiều lúc còn quan trọng hơn cả việc kiếm tiền hay không? Nếu Mậu Ngọ cứ mãi giữ thói quen xấu trong việc tiêu dùng, thì tương lai của Mậu Ngọ sẽ không hề bền vững chút nào. Tháng 4 âm lịch này, có thể tuổi Mậu Ngọ vô tình để mất tiền và không rõ lý do. Lúc này Mậu Ngọ thường có tâm lý một mất mười ngờ. Nếu không, cũng là vì quá tin người mà Mậu Ngọ dễ dàng nghe theo những lời mời chào hấp dẫn từ người quen về một khoản đầu tư sinh lời nào đó. Xem tử vi tháng 4 âm lịch tuổi Mậu Ngọ, bản mệnh có thể hoàn toàn yên tâm về vận trình tháng mới nhờ sự xuất hiện của cục diện tam hợp. Công việc trong tháng hầu hết đều tiến triển thuận lợi, sở cầu như nguyện, làm gì cũng đạt được thành quả đáng mừng. Tháng này Mậu Ngọ có quý nhân phù trợ, những lúc khó khăn đều nhận được những sự trợ giúp kịp thời, những cuộc bắt tay hợp tác đem về nhiều kết quả tốt đẹp. Không lo đơn phương độc mã, các hạng mục đều diễn ra đúng theo với kế hoạch, thậm chí một số việc còn tồn đọng trước đó cũng được giải quyết nhanh gọn. Tinh thần hăng say giúp con giáp này đang đạt được hiệu suất rất cao, đôi khi còn khiến người xung quanh ngỡ ngàng. Dù vẫn có không ít thách thức, nhưng bản mệnh vẫn có thể vượt qua nhờ khả năng ứng biến linh hoạt, lại thêm lối tư duy nhạy bén. Cộng thêm với phong cách làm việc chuyên nghiệp, đi đâu, làm gì, Mậu Ngọ cũng được coi trọng, đề bạt đảm nhiệm trọng trách. Các mối quan hệ xã giao cũng phát triển hài hòa, góp phần giúp việc hợp tác làm ăn thêm thuận lợi. Mậu Ngọ cũng mạnh dạn hơn trong việc mở rộng mối quan hệ, tìm kiếm nhiều đối tác và khách hàng tiềm năng. Với những ai đang ấp ủ kế hoạch kinh doanh, đầu tư nào đó, đây là thời điểm lý tưởng để triển khai, vạn sự khởi đầu nan. Dẫu trong quá trình có vấp phải khó khăn cũng là chuyện thường tình, bởi không có việc gì lại dễ dàng ngay từ đầu, tuổi Mậu Ngọ cần hết sức kiên nhẫn. Đặc biệt là khi nguyệt lệnh lâm mộ khiến tâm tính bản mệnh dễ thay đổi, cần có sự nghiêm túc và kiên trì khi theo đuổi mục tiêu, chớ đứng núi này trông núi nọ, hay ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc, kẻo phá hỏng lợi thế và may mắn mình đang có. Bản mệnh có năng lực, chỉ thiếu chút nhẫn nại nữa thôi. Con giáp tuổi Mậu Ngọ hay gặp phải căng thẳng bên ngoài, bù lại, bầu không khí trong gia đình sẽ giúp Mậu Ngọ có cảm giác vui vẻ, dễ chịu. Những ngày cuối cùng trong tháng 4 âm lịch này cũng hứa hẹn đem lại cho Mậu Ngọ nhiều điều phấn khởi và những kế hoạch mới. Nhờ có tam hợp nâng đỡ mà vận trình tình cảm của con giáp tuổi Mậu Ngọ lúc này rất tốt, thực sự là điểm sáng trong tháng này. Những người độc thân đừng ngại nhận lời mai mối từ người quen, vì chính Mậu Ngọ từ lâu cũng đã có cơ hội gặp gỡ hay làm quen thêm được ai đâu. Ngoài ra, nếu có cơ hội đi ra ngoài hội họp, nên chú ý hơn tới vẻ ngoài của mình. Khi Mậu Ngọ tự tin thể hiện vẻ quyến rũ của mình trong những buổi gặp gỡ mọi người, chắc chắn sẽ có đối tượng bị Mậu Ngọ thu hút. Thời gian này, những người tuổi Mậu Ngọ có đôi có cặp cũng cảm nhận được sự ấm áp, quan tâm từ một nửa của mình. Mậu Ngọ cũng cảm thấy thoải mái hơn trong việc chia sẻ cảm nghĩ của bản thân, thẳng thắn trong việc xử lý vấn đề nếu giữa hai người xảy ra hiểu nhầm, thế nên căng thẳng không kéo dài và hai người sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Quý cô bác anh chị đang theo dõi video, lộ diện tháng phát tài lớn nhất Mậu Ngọ 1978 gặp thời trúng lộc, tiền vàng bao la đúng 3 tháng tới. Quý cô bác anh chị Mậu Ngọ thân mến, cô bác anh chị còn đang lắng nghe không ạ? Minh Đường Tử Vi biết rằng, thời tiết những ngày vừa qua nắng chẳng dễ chịu là mấy, cô bác anh chị có cảm thấy khó chịu trong người không ạ? Cô bác anh chị nhớ uống nước đều đặn để đảm bảo cơ thể luôn được cung cấp đủ lượng nước cần thiết cho máu tuần hoàn và lưu thông cô bác anh chị nhé. Nếu cuộc sống này có làm cho cô bác anh chị cảm thấy mỏi mệt thì hãy nghỉ ngơi một chút, đừng quá gắng sức trong những ngày thời tiết thất thường này. Chỉ cần cô bác anh chị còn mạnh khỏe thì Minh Đường Tử Vi tin rằng với sự phấn đấu và nỗ lực của mình, đến một ngày nào đó, cô bác anh chị sẽ đạt được những điều mình mong muốn. Và nếu có thời gian, cô bác anh chị hãy gửi đến đội ngũ biên tập kênh một chút năng lượng thông qua việc nhấn đăng ký kênh và bình luận bên dưới video. Để Minh Đường Tử Vi biết được cô bác anh chị còn đang lắng nghe những dòng tâm sự này, Minh Đường Tử Vi không mong gì hơn. Chỉ mong cô bác anh chị sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Đó là những lời chân thành từ tận tâm can những người phụng sự Minh Đường Tử Vi suốt chặng đường vừa qua. Cuối cùng sẽ là dự ngôn tổng quan tử vi bản mệnh Mậu Ngọ trong tháng 5 âm lịch năm 2024. Tác động của nguyệt lệnh đến sức khỏe của người tuổi Mậu Ngọ không hề nhẹ nhàng, điều này đã tạo ra những biểu hiện rõ rệt và đáng kể, ảnh hưởng đến cả thể trạng lẫn tinh thần của họ. Cụ thể, người tuổi Mậu Ngọ thường xuyên cảm thấy mệt mỏi,
uể oải, thèm ngủ nhưng lại không thể có giấc ngủ sâu và dễ dàng bị kém ăn. Suy nhược thần kinh, điều này đòi hỏi họ phải chú ý đến việc bảo vệ sức khỏe và an toàn lao động, tránh xa khỏi nguy cơ huyết quang và sự cố bất ngờ có thể gây nguy hại tính mạng. Theo quan niệm Đông y, mỗi mùa đều ứng với một tạng trong cơ thể, mùa hạ tạng tâm, tim được xem là quan trọng nhất. Tim thuộc hành hỏa và thông với khí mùa hạ, do đó, việc hạn chế ăn nội tạng động vật, đặc biệt là tim, gan là điều cần thiết. Bởi vì tâm khí đã vượng sẵn, việc sử dụng các món ăn bồi bổ từ tim động vật có thể dẫn đến tình trạng thái quá, tạo ra dâm khí, không tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, người tuổi Mậu Ngọ cũng nên theo dõi tử vi hàng ngày của 12 con giáp để chủ động hơn về tình trạng sức khỏe của chính mình. Việc này giúp họ có cái nhìn tổng quan về tình hình sức khỏe và có biện pháp phòng tránh kịp thời. Với những biểu hiện và tác động mạnh mẽ từ nguyệt lệnh, người tuổi Mậu Ngọ cần chú ý đến việc bảo vệ sức khỏe và an toàn lao động. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe cá nhân, mà còn đến an toàn của người xung quanh. Hãy cẩn trọng và chủ động trong việc chăm sóc sức khỏe của bản thân để tránh những hậu quả không lường trước được. Theo luận giải mới nhất về Minh Đường Tử Vi Mậu Ngọ năm 2024, tài vận trong tháng 5 âm lịch cho thấy sự ảnh hưởng tích cực của ngũ hành tương sinh đối với con đường tài lộc của người tuổi Mậu Ngọ. Điều này tạo ra cơ hội lớn cho họ để thu được lợi nhuận đáng kể. Với những người tuổi Mậu Ngọ đã và đang kiên nhẫn tích lũy kiến thức, đây là thời điểm thích hợp để hành động và thu hoạch những thành quả mà họ đã mơ ước. Tuy nhiên, họ cần nhớ rằng việc hành động nên được thực hiện một cách cẩn trọng và có kế hoạch chặt chẽ. Nếu người tuổi Mậu Ngọ bị thỏa mãn bởi lòng tham, muốn dồn hết tiền bạc vào một thương vụ lớn, họ có thể dễ mất trắng. Vì khả năng kiểm soát số tiền này đang nằm ngoài khả năng của họ, điều này đặt ra cảnh báo rằng họ cần phải cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định về việc sử dụng tài chính. Theo phi tinh tháng 5 âm lịch, thất xích bay về phương Đông Bắc cho thấy, mặc dù có cơ hội phát tài, nhưng việc giữ được tiền bạc sẽ gặp khó khăn. Do đó, người tuổi Mậu Ngọ cần xem xét lại cách chi tiêu và mua sắm của mình để đảm bảo sự kiểm soát và cân nhắc. Có nói thể rằng, một số vật phẩm có vẻ đáng mua và quan trọng, nhưng việc chi tiêu không kiểm soát có thể dẫn đến những sai lầm và tình trạng thiếu tiền trong tương lai. Việc này có thể ảnh hưởng đến cuộc sống và sự ổn định tài chính của họ. Vì vậy, trong tháng 5 âm lịch năm 2024, người tuổi Mậu Ngọ cần phải tỉnh táo và sáng suốt trong việc quản lý tài chính của mình. Họ nên xem xét kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định lớn về việc sử dụng tiền bạc và tập trung vào việc tích lũy và đầu tư thông minh. Ngoài ra, việc tìm kiếm sự tư vấn từ người có kinh nghiệm và am hiểu về tài chính cũng là một điều quan trọng mà người tuổi Mậu Ngọ nên xem xét. Sự chỉ dẫn từ người khác có thể giúp họ có cái nhìn tổng quan và nhận ra những rủi ro tiềm ẩn trong quá trình quản lý tài chính. Trong khi có cơ hội để phát triển tài lộc, người tuổi Mậu Ngọ cũng cần phải nhớ rằng sự cẩn trọng và sự kiểm soát là yếu tố then chốt để duy trì sự ổn định và thành công trong quản lý tài chính. Việc này sẽ giúp họ tránh được những sai lầm không đáng có và tiến xa hơn trên con đường tài chính của mình. Luận tử vi tuổi Mậu Ngọ năm 2024, việc quản lý tài chính không chỉ là vấn đề cá nhân mà còn ảnh hưởng đến sự ổn định và phát triển của gia đình và cộng đồng. Do đó, việc đưa ra quyết định thông minh và có trách nhiệm trong việc sử dụng tài chính sẽ mang lại lợi ích lớn cho họ và những người xung quanh. Sự nghiệp của người tuổi Mậu Ngọ phát triển thuận lợi, một phần là nhờ tác động tích cực của nguyệt lệnh lâm quan đới. Mậu Ngọ biết rút kinh nghiệm từ những người đi trước, nên không vội vàng hay rút ngắn giai đoạn, mà luôn chủ động tìm cách an toàn cho mình, kiên nhẫn như kiến tha lâu cũng đầy tổ. Thế nhưng, sẽ không có ít những ý kiến trái chiều, không đồng nhất với cách làm của Mậu Ngọ, khiến bản mệnh có lúc sao nhãng, thậm chí có thể khiến cho Mậu Ngọ rơi vào cảm giác bối rối, làm tăng mức độ căng thẳng và gây ra những thăng trầm trong đời sống. Điều này có thể ảnh hưởng đến tính kiên nhẫn và bản chất bình tĩnh vốn có của Mậu Ngọ. Bản mệnh dễ bị tác động bởi ngoại cảnh và cảm nhận được sự chậm trễ và khó khăn, khiến mình chìm đắm trong những suy nghĩ và không thể nào thoát ra để tính toán mọi việc một cách lý trí. Nếu may mắn, có người kéo tinh thần Mậu Ngọ lên thì mọi vấn đề lại được giải tỏa. Mậu Ngọ lại sớm lấy lại được sự tự tin và thích nghi với những thay đổi đang có, nhờ đó mà gặt hái được thành công, khẳng định những giá trị mà mình đã đưa ra. Người làm các lĩnh vực liên quan đến viết lách như báo chí, truyền thông đạt được thành công. Tuy nhiên, người kinh doanh cổ phiếu nên thận trọng, tránh các giao dịch nếu không có sự hỗ trợ của các chuyên gia. Bước sang tháng 5 âm lịch, được quý nhân tam hợp đứng ra hòa giải cũng như xe duyên, vận trình tình cảm của người tuổi Mậu Ngọ hanh thông phơi phới, hứa hẹn nhiều hỷ sự. Những mâu thuẫn, trục trặc trước đó sẽ lần lượt được giải quyết ổn thỏa, trả lại tình cảm gắn kết mặn nồng. Người độc thân nhờ đế vượng, đào hoa vận rực sáng. Nhân duyên tốt đẹp,
đi đâu cũng có người thầm thương, trộm nhớ. Sức hút lan tỏa từ chính vẻ đẹp nội tâm của Mậu Ngọ, chứ không phải sự hào nhoáng bên ngoài. Vì thế, hãy là chính mình trong mọi hoàn cảnh, không cần phải cố tỏ ra sự khác biệt, bởi bản thân mỗi chú ngựa đã vô cùng khác biệt rồi. Có câu, công chúa thì phải lấy hoàng tử, hãy cứ sống tốt và không ngừng hoàn thiện bản thân, Mậu Ngọ sẽ gặp được đối tượng xứng lứa vừa đôi. Trên đây là những chia sẻ vô cùng tâm huyết về nội dung lộ diện tháng phát tài lớn nhất tuổi Mậu Ngọ 1978, gặp thời trúng lộc, tiền vàng bao la đúng 3 tháng tới từ đội ngũ biên tập kênh. Trong quá trình truyền đạt, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót, nếu có chỗ nào không phải, mong quý cô bác anh chị thông cảm. Hoan hỉ đồng hành và góp ý, đội ngũ biên tập kênh sẽ cố gắng ngày một hoàn thiện hơn để giúp ích cho đời và cộng đồng. Quý cô bác anh chị Mậu Ngọ thân mến, như chúng ta đã được biết thì theo luật nhân quả, thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp, thì phải biết gieo nhân thiện ích, giúp người cứu vật, suy cho cùng, tiền bạc và của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất. Hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa, tâm an thân khỏe. Trên đời này, kẻ giàu người nghèo đều có nỗi khổ riêng, biết hướng thiện, biết điều chỉnh hành vi, thái độ, ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy, an yên như mơ ước. Vậy nên, những thông tin trong video chúng tôi mong muốn truyền tải đến quý cô bác anh chị chỉ mang tính chất tham khảo, giúp cô bác anh chị lấy lại tinh thần và động lực để sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Chúc quý cô bác anh chị Mậu Ngọ nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn, biết ơn và hẹn sớm gặp lại cô bác anh chị trong những video tiếp theo.